Địch Nại Nhật Ba và dàn mỹ nhân xứng danh nữ thần mặt mộc của showbiz. Các mỹ nhân hoa ngữ luôn cố gắng hết mức để giữ hình ảnh hoàn hảo trước ống kính truyền thông. Thế nhưng không phải ai cũng vững phong độ khi tẩy lớp make up và được cộng đồng mạng ca ngợi với mặt mộc đỉnh cổ chóp đâu nha. Hãy cùng chúng tôi điểm lại xem hội nữ thần mặt mộc showbiz gồm những ai nhé. Thứ nhất, Địch Nại Nhật Ba. Một mỹ nữ tân cương xứng đáng có tên trong hội nữ thần mặt mộc showbiz, đó là Địch Nại Nhật Ba. Với các đường nét sắc sảo trên gương mặt, người đẹp em là niềm kiêu hãnh của anh khiến bao người phải suýt xoa không thôi, kể cả khi không trang điểm. Có lẽ đây chính là lý do Nhật Ba được coi nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của showbiz hoa ngữ. Lưu Diệc Phi. Với chúng tôi thì Lưu Diệc Phi là một trong những mỹ nhân có mặt mộc đẹp nhất showbiz, sở hữu làn da trắng mịn màng không chút tì vết, nữ diễn viên thần điêu đại hiệp khiến khán giả chẳng thể rời mắt được khi khoe những khoảnh khắc ngày thường. Bảo sao 3 năm qua, Lưu Diệc Phi vẫn luôn là thần tiên tỷ tỷ của làng giải trí xứ Trung, chẳng ai có thể qua mặt được. Cổ lực Na Chát. Ngay khi mới bước chân vào showbiz, cổ lực Na Chát đã gây chú ý nhờ nhan sắc hơn người. Nhờ năm đó trong kỳ thi đầu trường Bắc Ảnh phải để mặt mộc, nàng mỹ nữ tân cương còn được mệnh danh là thí sinh đẹp nhất cơ mà. Lưu Thi Thi. Mỗi khi nhìn vào ảnh mặt mộc của Lưu Thi Thi, chúng tôi đều phải trầm trồ khen ngợi vì quá đỗi hoàn hảo. Chẳng cần son phấn, nữ diễn viên bộ kinh tâm vẫn thu hút với nét đẹp thanh tao, khí chất hơn người, khiến cho khán giả mê đến quên cả lối về. Cảnh Điềm. Chẳng phải tự nhiên Cảnh Điềm lại được cộng đồng mạng tung hô đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh đâu nha. Kể cả khi để mặt mộc, nữ diễn viên Tư Đẳng vẫn rất xinh đẹp hút hồn, chẳng có điểm nào mà chê cả. À các bạn biết không, Cảnh Điềm còn chẳng ngại tham gia thử thách nhan sắc khi đăng tải video rửa mặt tẩy trang lên mạng xã hội nữa đó. Chị Lộ Tư. Chúng tôi nghĩ chị Lộ Tư là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị nữ thần mặt mộc thế hệ mới. Sở hữu gương mặt trong trẻo dễ thương, các đường nét thanh thoát ưa nhìn. Nàng thành nữ xuyên không thường xuyên khoe nhan sắc thật trên mạng xã hội, khiến dân tình trầm trồ thán phục. Phạm Băng Băng. Là đại mỹ nhân hàng đầu showbiz, Phạm Băng Băng dù có đề mặt mộc thì vẫn xinh đẹp dạng người, khiến hội chị em phải gato với làn da căng mịn, sống mũi cực phẩm. Nghe giang hồ đồn thổi thì nàng đại hoa đàn đã đắp hàng trăm tấn mặt nạ mỗi năm để có được làn da tựa bạch tuyết như thế này. Thật khó mà tin nổi, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách đã trải qua hơn 40 nổi bánh trưng rồi nha. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.